NATO mới đây xuất bản bài báo của một quan chức quốc phòng Mỹ đã nghỉ hưu, trong đó kêu gọi khối này chiến đấu và giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân hạn chế với Nga. Người viết bài là Gregory Weaver, từng là cố vấn chính về phòng thủ tên lửa và hạt nhân cho Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ. Trong bài, ông Weaver lập luận rằng, đi ngược lại học thuyết hạt nhân lâu đời của Moscow, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để ngăn chặn thất bại trên chiến trường hoặc giành lấy chiến thắng nhanh chóng trong một cuộc xung đột thông thường, chẳng hạn như ở Ukraine. Trong kịch bản như vậy, giới lãnh đạo quân sự Nga có thể cho rằng phương Tây sẽ không đáp trả tương tự vì sợ tình hình leo thang không kiểm soát thành một cuộc xung đột Mỹ-Nga quy mô lớn. Weaver cho rằng thay vì lo sợ chiến tranh hạt nhân, phương Tây nên đón nhận và trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật cho máy bay chiến đấu và tàu ngầm của mình để ngăn chặn một cuộc tấn công chiến thuật từ Nga. Điều này đồng thời sẽ thuyết phục lãnh đạo Nga rằng NATO đã chuẩn bị đầy đủ để chống lại việc sử dụng hạt nhân hạn chế bằng các phản ứng hạt nhân hiệu quả về mặt quân sự của chính chúng ta. Học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của nước này, hoặc nếu sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường. Quan điểm này không thay đổi kể từ năm 2010. Và không có ngoại lệ đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật vốn kém mạnh hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân chiến lược mà NATO và Nga sẽ sử dụng trong trường hợp có một cuộc va chạm toàn diện. Tuy nhiên, ông Weaver vẫn cho rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào các quốc gia NATO ở châu Âu, trong khi Mỹ bận tâm đến việc đối phó với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Ông khuyến nghị NATO nên đưa năng lực tấn công chính xác sâu hơn tới châu Âu, thành lập một số sư đoàn thiết giáp hiện đại ở các nước Baltic và Đông Âu, đồng thời thúc ép các thành viên châu Âu tăng năng lực thông thường, trong khi Mỹ gửi cho họ vũ khí hạt nhân chiến thuật. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo phương Tây có thể đã quá ám ảnh với việc gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga, đến mức họ đã mất đi ý thức tự bảo vệ mình. Theo VTC, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.